Ê, nó quýnh sao đâu bị khóa màn hình luôn rồi, quýnh cái xanh tê. Đó, đủ xanh nó gỡ cái bị khóa màn hình luôn kìa. Change this into the Dragon Warrior. Huh? You. How? How? I don't know. Game này mình có đột biến không? Rồi, bên mọi người nào hết đột biến nói. Ờ, vô game hả? Trời ơi, nó chơi game mà đồ nhắc mình màn hình nữa chứ, oh my god. Ác thì chơi game không tập trung gì cả. Elder stream để làm cho team đơ cũng mới tập trung theo luôn á. Bỏ xuống không kịp. Bỏ chuẩn bị tới. Nó cái đầu ra bỏ. Đó, bỏ cho anh. Đi đường này luôn. Đi nó cản ai. Cái này không bán bước chân hả? Kiểu bên kia kèo, kè này kèo cầm bước chân, cầm nhiệt độ bắn ngon hơn á. Cái này nó 2AD. Cầm nhiệt độ xíu. Bắn ao tầm với tim nó tăng cơ nhiều. Nhiệt độ ngon bước chân. Nếu mà nó phải gớt thì cầm ai cầm bước chân. Phải gớt thì luôn cầm bước chân. Đánh bình thường mà, tại vô thế à. Bên kia nó bị đầu game nó bị bùm mà. Vô thế à, khó gỡ. Nó phải biết chơi mới gỡ nổi. Biết chơi hay mới gỡ nổi. Nó bị vô thế à. Vô thế là chết hoài à. Khó gỡ, giờ đơ chơi Fargus mà đơ gặp cái Linh á. Kè này nó biết chơi cái đầu game bùm vậy. Cũng khó gỡ. Trời ơi. Nha bắn lộn thằng à. Phải bắn chiếc tên này chứ chiếc 2 à, không chết rồi. Nè bắn lộn thằng anh em ơi. Bắn chiếc tên này không chết rồi. Thàm chiếc 2 quá. Đó, lát rồi, xì mai lát. Đặt cái bẫy chúng là không có hết máu, không hết máu mà cay với không được. Đặt cái bẫy biết cũng khó đặt bẫy. Mày gặp là khó đặt bẫy. Tại nó được quyền chủ động nhảy đi đâu, cho nên mình bị động. Ờ, pha này sao không giết xuống dưới nó đi ăn gồng làm chi ta. Dưới nó ăn gồng vẫn của mình mà pha này ăn gồng thì nó lui rồi, nó đâu chạy. Ê, à đây, sếp ơi. Sớp, xuống dưới nó được rồi cho. À, 2-1 đục. Đồ, cầm đồ đi đây ra bắn, ai chịu nói. Ờ, à, đừng cái gần đưa tới nào. Oh shit. Oh, ừ, hay nè. Hai cái này sẽ tao bữa. Bóp không. Bóp không ha. Ừ hết e luôn. Ừ giết bỏ chứ mạnh á. Rồi không đi đường vòng. Ừ bỏ nó chọn. Bắn thường cái lấy giờ kiếm. Giết nó không gỡ. Này chỗ dính luôn. Thank you.
Mày lương cao chưa? MKG có mạng. À, tham mạng nó xin bấm G với nó quay lại luôn chứ. Cho gì có tiền đó. Tham lam. Tham lam quái quắn mà không biết. Tổng 45 máu à. Mà phải đó thằng Kassante nó combo fail, combo trúng, combo chuẩn thôi chết. Kassante nó G quy luôn, G xong quy 3 chết. Phải đó nó G quýnh thường cho nên được phải lát được. Trời đất ơi, TV sau lưng chứ. Trời đất ơi. Chết. Không có lát chạy đâu. Còn lát vẫn chết. Quỳ vô lính nè. Bình thường nè, đấp là bình thường nè, chết nè. Đó. Phải nói KCT là kiểu người chơi nào kỹ năng được xíu thôi là đã chết thấy cực gì. Phải nói cơ bản mà, tại nó tham đam á, nó không biết được có lát á. Nhưng mà nó không biết được có lát thì nó cũng nên xử lý vậy á. Nó phải gỡ xong quỳ á. Nó gỡ bình thường là dở rồi. Ao. Chết na tại bị sợ lưng nữa không? Khó luôn á chứ, hai trụ anh em. Ê, nó quýnh sao đời bị khóa màn hình luôn rồi, quýnh cassette. Á. Ủa, xanh nó gỡ cái bị khóa màn hình luôn kìa. Gỡ chết nó bị khóa màn hình luôn. Bị khóa màn hình luôn mới nói phải kéo màn hình lại. không, cái Kassante đã bị mấy lần rồi. Khi mà kiểu nó gỡ là mình mà trong lúc nó gỡ mà nó chết là nó sẽ bị khóa màn hình vậy đó.